10 năm không bao giờ hỏng. Mitsu T170, mọi người nhìn con máy này đẹp tuyệt vời, áo này đó, vừa rửa xong có nước nha, quần áo còn đẹp xuất sắc luôn, thấy đẹp nhá, bồ này nha, trên khá diện tuyệt vời, cần này gần như chưa có vết xước luôn, cái đó là dính băng keo nha, đấy cần là chưa có vết xước luôn. Kìa, nhìn trắng đã, nhìn gần như chưa xài bao nhiêu luôn, cần này rất là đẹp, trên cái sự mong đợi Mitsu T170. Rồi ok, con này triệu 9 nha mấy bác nha, bao ship tận nhà. Rồi ok, đó, vừa báo giá rồi đấy, bác nào mua được thì ủng hộ. Rồi bây giờ em sẽ cho mấy bác coi cái độ đẹp của nó và về bên em vô xăng nổ luôn. Rồi ok nha, Mitsu T170 đấy, máy rất là nhiều, tha hồ mấy bác lựa chọn. Đây nha, Mitsubishi vừa rửa xong thì mọi người coi cái độ hoàn thiện của em nó. Nó đẹp từng con ốc một, áo bồ này, giảm mòn này, đấy rất là đẹp. Đó, ốc thì còn 7 màu vàng chóe luôn, đấy. Bình xăng là còn trắng tinh luôn, đấy nha, đấy xăng này. Rồi, ok. Thì mọi người nhìn này, chế xài chế Kenhin rồi nha, dòng này xài chế Kenhin luôn, quá đẹp, quá tuyệt vời, đẹp lắm. Nói chung là trên cả sự tuyệt vời. Đấy. Rồi ok, bây giờ em sẽ ráp lại và test lên cho mọi người coi. Được là anh nào ủng hộ em thì ủng hộ nhá. Đó, ốc như thế này thì chơi như nào nữa. Đấy, tem 70. Con này 36 ly, 33cc, 36 ly. Và mọi người xài đúng không? Em dám bao 10 năm không bao giờ hỏng là một. Và cái thứ hai nữa, mọi người xài chán sang trên xuống sang dưới, xài vẫn sướng luôn. Đù dòng này mà xuống sang dưới nữa, ma nó chạy nó có cửa luôn. Đấy, rất là VIP. Nên là yên tâm, em đã bán dòng này em xuống sang dưới rất là nhiều. Thao mọi người xài chán, xài chê, xài phê thôi rồi luôn. Vẫn xuống sang dưới xài VIP. Rồi, ok. Đấy, nguyên câu lê. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nha. Em sẽ vô nốt, rồi mọi người mua được thì ủng hộ. Mitsubishi T170 về vô xăng nổ luôn nha mọi người coi này. Đấy, anh nào mà có tín đồ của những con mà xài 10 năm không hỏng này thì nên mua con này nha. Em gửi lên một nhịp thôi rồi em rửa ra, mọi người sẽ biết được một con máy nó đẹp như thế nào. Đây nha, nhẹ nhàng thấy chưa, không tắt này. Đây nha, mình rồi ok. Rồi để bây giờ em rửa ra, rồi mọi người cố gắng mua ủng hộ con này nhá, đẹp ngon bổ rẻ. Đây chế xăng này, nguyên rin về là như nào, cái dây này thậm chí chưa cởi ra luôn, thấy chưa. Đó, về được vài con mà nó đẹp như thế này thì dọn nó nhanh cũng được nhờ thiệt. Rồi ok nha.